Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Chúng ta đã biết ca sĩ Phi Nhung đã ra đi, nhưng hôm nay thì cộng đồng mạng lại truyền tay nhau những bức thư tay mà ca sĩ Như Quỳnh viết cho ca sĩ Phi Nhung lúc ra đi. Lời nhắn nhủ khiến nhiều người rơi nước mắt sau khi cộng đồng mạng quan tâm về ca sĩ Phi Nhung và bên cạnh đó chia sẻ những góc khuất của ca sĩ Phi Nhung như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi. Bức thư tay do chính ca sĩ Như Quỳnh viết gửi fan của Phi Nhung khi Phi Nhung qua đời bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, không khỏi xúc động trước lời nhắn nhủ của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Vừa qua, dân cư mạng truyền tay nhau bức thư tay của ca sĩ Như Quỳnh gửi cho các fan thời điểm Phi Nhung mới ra đi. Dù chỉ là lời nhắn nhủ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho thấy tình cảm mà giọng ca duyên phận gửi đến đồng nghiệp quá cố của mình, biết bao nhiêu người thương tiếc Phi Nhung. Trong bức thư tay này, ca sĩ Như Quỳnh nắn nót xin gửi lời chúc bình an đến tất cả các bạn. Phi Nhung đã ra đi, mong mọi người hãy để người bạn của Như Quỳnh được ra đi thanh thản. Cuộc sống rất vô thường, ngắn ngủi, mình nên trao cho nhau tình thương các bạn nhé, yêu quý. Nhớ lại thời điểm ca sĩ Phi Nhung qua đời, có rất nhiều tin đồn đã xuất hiện. Một số ác ý bàn tán về sự ra đi của giọng ca bông điên điển. Không chỉ vậy, nhiều dân cư mạng còn lan truyền thông tin sai sự thật về cố ca sĩ Phi Nhung khiến dư luận vô cùng bức xúc. Thì trong thời gian qua cũng có một số kênh YouTube chia sẻ rằng là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống và âm thầm được con gái đưa sang Mỹ trị bệnh. Và kênh YouTube này liên tục chia sẻ những thông tin ca sĩ Phi Nhung sẽ xuất hiện, ca sĩ Phi Nhung tại sân bay và hẹn ngày giờ để gặp khán giả và ca sĩ Phi Nhung xin lỗi cộng đồng mạng vân vân. Nhiều cái thông tin mà họ hầu như là bịa đặt. Tới hôm nay thì ca sĩ Như Quỳnh cũng như là một số người thân trong gia đình vô cùng bức xúc. Những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Lại nói về ca sĩ Như Quỳnh, đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ viết thư tay gửi cho người hâm mộ. Dù sống trong thời đại công nghệ nhưng cô vẫn ưa thích cách làm này hay viết thư tay. Những ai yêu mến Như Quỳnh vẫn thường cất giữ hình ảnh chụp một lá thư của cô. Nét chữ uyển chuyển, nắn nót của giọng ca sinh năm 1970 không ít lần khiến mọi người phải trầm trồ. Đến hiện tại, có lẽ sẽ rất khó tìm thấy một nghệ sĩ nào dành thời gian viết thư tay gửi đến fan giống như là ca sĩ Như Quỳnh. Đặc biệt, đó cũng là yếu tố giúp nữ ca sĩ ngày càng được mọi người yêu mến hơn. Ca sĩ Như Quỳnh không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát mà còn ngưỡng mộ nhờ ngoại hình xinh đẹp. Nữ ca sĩ được mệnh danh là Hoa hậu Bolero hay là Mỹ nhân nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần. Hiện tại ca sĩ Như Quỳnh đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho một loạt show mini ở các phòng trà từ Đà Lạt và Sài Gòn. Sự trở lại của cô khiến khán giả trong nước xôn xao suốt những ngày qua. Được biết giá vé tham gia show của Như Quỳnh không hề rẻ nhưng vẫn bán chạy hết chỉ trong thời gian ngắn, cháy vé trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Đà Lạt. Bên cạnh đó, người quen hé lộ gốc khuất về ca sĩ Phi Nhung cách dạy dỗ các con nuôi khiến nhiều người phải giật mình. Chúng ta đã biết ca sĩ Phi Nhung nhận nhiều trẻ em nuôi, dĩ nhiên không hề đơn giản chút nào. Bên cạnh chăm sóc về vật chất, cố ca sĩ Phi Nhung còn phải dạy dỗ các con thành người. Vừa qua, một số phóng viên chia sẻ về câu chuyện đầu năm mới đây khi đến thắp hương cho cố ca sĩ Phi Nhung. Một người này rút bao lì xì ra mừng tuổi cho các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, nhưng ngay sau đó lại được các bé lì xì ngược lại. Hóa ra Phi Nhung từ khi còn sống đã dạy các con không được nhận tiền từ người khác, chỉ nhận lì xì ngày Tết và phải cất riêng.
Nghe chính các con nói mới thấy mẹ Nhung đã nghiêm khắc và dạy dỗ các con chu đáo như thế nào. Gia Đạt cũng còn nhớ và nói con không được phép nhận tiền từ người khác cho, chỉ được nhận lì xì vào dịp Tết. Xong, mỗi bé có một con heo để cất tiền lì xì riêng nhé, tặng gấu bông cho Đạt và Như. Thì lúc sau, Đạt thỏa thẻ, chú ơi, lần sau chú nhớ tặng gấu bông cho Trí với nha. Phóng viên này chia sẻ trên trang cá nhân của mình về câu chuyện đầu năm đến thắp hương và lì xì cho con của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi ở nhà cố ca sĩ Phi Nhung về ngay lập tức, anh chàng phóng viên này chia sẻ trên cộng đồng mạng về vấn đề Phi Nhung có những cái góc khuất dạy dỗ con nuôi của mình như thế nào. Thêm một chi tiết nữa khiến người phóng viên cảm phục cách dạy con của ca sĩ Phi Nhung là khi ra về, Đức Hiếu tinh tế lấy khăn ướt để lau xe của anh cho đỡ nóng. Mọi việc làm nhỏ cũng đủ thấy thực hiện chu đáo, tinh ý của cậu bé. Đó là trong suốt các khoảng thời gian dài mà cố ca sĩ Phi Nhung đã dạy dỗ các con mình. Bấy lâu, Đức Hiếu vẫn nổi tiếng là cậu con nuôi chững chạc, ra dáng đàn anh nhất trong số người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung nâng đỡ. Trong những bức ảnh mà phóng viên chia sẻ kèm theo, có thể thấy không khí tại gia đình của cố ca sĩ Phi Nhung những ngày Tết rất là rộn ràng. Các con nuôi đều tụ họp về đây bên cạnh cô. Bàn thờ giọng ca bông điên điển được bày biện cẩn thận, đủ hoa hỏa, quà bánh, phía ngoài còn có canh đào. Chỉ mới năm ngoái thôi, Phi Nhung còn cùng các con đón Tết. Ấy vậy mà năm nay cô đã ra đi mãi mãi không về. Và cách đây vài hôm, con ruột của cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm gây chú ý khi chia sẻ những bức hình trong đầu năm mới đón Tết vắng mẹ. Ngày mùng 1 Tết, cô cùng người thân diện áo dài đến chùa để thăm mẹ. Dù vẫn còn thương nhớ, nhưng ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, mong cố ca sĩ nơi xa được yên lòng. Kính thưa quý vị khán giả, suốt thời gian dài, ca sĩ Phi Nhung đã ra đi nhưng cộng đồng mạng vẫn còn quan tâm và nhiều người cũng có tin đồn ác ý, nào là con nuôi, nào là ca sĩ Phi Nhung trốn sang Mỹ để điều trị bệnh Covid-19, nào là Phi Nhung còn sống và xuất hiện tại sân bay, hẹn ngày giờ ra đón và đồng thời ca sĩ Phi Nhung sẽ xin lỗi khán giả về những việc làm của mình âm thầm sang Mỹ điều trị. Đôi khi khán giả biết tin đó là không thật và ra đi của Phi Nhung thì vô cùng tiếc thương cho tất cả mọi người. Tuy nhiên thì những tin đồn mọi người rất là hy vọng và rất là mừng. Nếu như Phi Nhung còn sống và âm thầm sang Mỹ điều trị thì cái điều đó là cộng đồng mừng còn hơn là việc lỗi của Phi Nhung đã làm ra để cho lừa dối cộng đồng. Tuy nhiên một số kênh YouTube và những cái thông tin bên lề đó là không đúng sự thật. Và đồng thời có những cái không tốt cho về phía Phi Nhung cũng như là các con của Phi Nhung. Hiện tại thì cố ca sĩ Phi Nhung đã ra đi để lại biết bao tiếc thương trong lòng khán giả cũng như là bạn bè, những người hâm mộ. Bên cạnh đó thì cũng có một số người đồn thổi những tin ác ý không đúng sự thật. Thôi thì chúng ta cũng cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung bình yên nơi ấy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Mong mọi người nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn tiếp tục những video hữu ích. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.